xin chào mọi người. Thì đây là ngày thứ hai bọn mình ở Đan Mạch. Thì hôm nay trời khá là mưa. Lần này mình đi tối qua mưa tuyết và mưa đá. Thế hôm nay thì trời trở lạnh hơn và mưa. Nên là thôi ông ngủ đi không sao. Bây giờ theo lịch trình hôm nay thì Noel nên là tất cả các hàng quán không đóng cửa. Nên là mình sẽ đi các địa điểm ngoài trời như là sông này cũng như là ba tượng làm nuôi cá. Ok thì bây giờ chúng mình đi nhá. Mà nó đang nhanh xong rồi bè vào cao ông cấp không cạnh xung quanh lên rất là đẹp nhé. Đan Mạch nhiều xe đạp thật sự luôn đấy. Cái đường phố trông nó cũng đẹp mà lên cái màu này trông cũng Christmas đấy chứ. Đường phố Đan Mạch ngày Noel, mình thì đến đây hôm nay là ngày thứ hai rồi, thì ngày thứ hai đúng mùa Noel luôn, đúng ngày 24 tháng 12. Vậy nên là xem ngày 24 tháng 12 này xung quanh thành phố trung tâm có những hoạt động gì nhá. Hôm nay thì họ trang trí Noel này, trông Frozen nữa. Đây thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi ra sông Nyhavn nhé. Đây là một con sông rất là nổi tiếng của Copenhagen. Thì ai đến đây cũng phải đi ra con sông này hết. Bây giờ thì mình cũng vậy, dắt các bạn ra sông này nha. Đây, trước khi ra sông thì có một cái mỏ neo cực kỳ to. Wow, đẹp quá đi. Đây là dọc con sông này thì sẽ có rất nhiều các quán ăn. Mọi người đến đây là vừa đi chơi này cũng như là thưởng thức các đồ ăn của Đan Mạch ở đây luôn. Dọc bên hai bên đường là đều là quán ăn nha mọi người. Đây này, à hôm nay Noel cũng có dịch vụ đi thuyền, đi sông nè. Mọi người vừa đến đây có thể thuê canoe để đi sông. Hôm nay thì hơi mưa một chút nên là mà những người đi thì cũng mặc áo mưa. Và thời tiết cũng hơi lạnh, bây giờ khoảng là -1°C. Danish cookie, Danisa hình như là nguồn gốc ở Đan Mạch đúng không nhỉ? Đấy. Bên trái đường thì là đều là các quán ăn và bên phải đường thì là bán những đồ như là mũ này cũng như là đồ lưu niệm. Dọc hai bờ sông này thì đây là các thuyền. Mình nghĩ thì ở bên Đan Mạch cũng như Hà Lan thì đây là những cái thuyền của nhà dân. Ở bên này thì mọi người nhà khá là một chút thì sẽ mua thuyền để làm một cái phương tiện giao thông. Đây là quầy bán sô-cô-la nóng. Bên này thì cái nhà mà có mái hình tam giác như này rất là phổ biến luôn. Hay là mọi người đi mùa hè thì con sông này cũng sẽ rất là đẹp. Đây, con sông có tên là Nyhavn nhé. Theo mình được biết thì cờ Đan Mạch là một trong các cờ mà được lâu đời nhất trên thế giới, từ năm 1400 cơ. Thế nên là rất nhiều nước sử dụng các cờ khác nhau, nhưng mà đến bây giờ thì họ đã đổi cái hình ảnh cờ của mình rồi, nhưng riêng Đan Mạch thì vẫn giữ cái hình ảnh cờ đấy đến tận bây giờ. Dọc bên bờ sông mình bắt gặp được cái quán ăn này khá là đẹp này mọi người. Trông ấm cúng và cái cách bài trí của họ ấy, thì đúng chuẩn Bắc Âu luôn. Thôi nhìn trông đẹp nhờ, trông Noel quá luôn. Trời ơi, thích quá. Ngồi uống rồi ăn chiêu cũng trông mùa đông ấm cúng. Đến với bờ sông này thì cái đặc trưng ấy là những ngôi nhà sắc màu và cũng là các quán ăn. Các quán ăn ở đây xinh quá mọi người ơi, đẹp, mê lắm. Trời ơi, mình mê những kiến trúc như này và những cái bài trí như này này, trang trí như này, gọi đẹp thật sự. I'm so missing you, and I'm torn 'cause I'm hella frustrated.
mình đã đi sang bên đối diện rồi thì có thể quay cho mọi người khách hàng nhà vô cùng nhiều sắc màu ở đây. Đây cũng là một cái biểu tượng của Copenhagen luôn nha, trông đẹp nhỉ. Bây giờ chúng mình đang trên đường đi ra nàng tiên cá. Nó có mấy cái nhà hồng này trông giống bên Mỹ thật sự. Đây là một cái nhà hàng ở bên Đan Mạch này, mọi người cũng ở có cầu thang đi xuống luôn, trông đẹp. Kiến trúc ở bên châu Âu ấy thì không có những cái nhà đi xuống như thế, mà mình thấy thường ở bên Bắc Âu thì sẽ nhiều hơn. Đây, souvenir. Đan Mạch cũng là quê hương của chú lính chì nha. Cái nhà đẹp quá đi. Bây giờ thì là 4 giờ chiều nhưng mà khung cảnh bên ngoài như 7 giờ tối. Bọn mình đang đi trên đường đi ra tượng nàng tiên cá này. Đây là hồ nàng tiên cá. Nhờ chuẩn bị đến tượng rồi, 5 phút nữa nha. Đây như kiểu là Halloween. Lúc này thì mình đi vào 4 giờ chiều nên là trông nó cũng hơi rùng rợn một chút. Bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm đến nàng tiên cá một trải nghiệm khác nha. Ê, nhưng mà đi ra kia thấy nó xanh xanh hơn rồi đấy, trông nó đẹp hơn. Đi qua được con đường này chúng ta sẽ thấy ánh sáng. Đúng rồi. Đúng. Ra đến nơi nàng tiên cá rồi. Nhiều người lắm luôn. Nhưng mà giờ này thì mình ra đây cũng hơi tối tối rồi nhưng mà không sao nha. Tôi quay được nha. Mọi người thấy nàng ấy không? Nàng tiên cá. Đây, mình đã đến nơi nàng tiên cá rồi đây. Để đi mãi mới được. Đi đi xuống đấy nhá, có cái đường đi xuống. Ê, cái nhà ga này, mấy cái nhà ga ở đấy trông đẹp nhỉ, trông sạch sẽ nhỉ. Trong nhà ga trông sáng sủa mà tương lai nhỉ. Ở bên này nhá, được cái là Đan Mạch có một cái điểm rất là đặc biệt, đấy chính là tàu chạy ấy, thì nó đều có những cái hàng chắn như thế này, rất là chắc chắn luôn này mọi người. Đấy, là bằng kính luôn. Đây là mình nghĩ thì cái như thế này nó cũng sẽ an toàn hơn cho mọi người, để tại vì tàu ở Đan Mạch ấy thì là đều là tàu không người lái hết. Nếu mà có tai nạn xảy ra thì thực sự nó rất là đáng tiếc, nên là mình nghĩ là cái này dành cho để bảo vệ này cũng như là hạn chế những cái tai nạn không đáng có. Hi, xin chào mọi người. Sau một quãng đường đi rất là dài thì bây giờ chúng mình đã về đến nhà và đang chuẩn bị nấu ăn. Nên tối nay thì bọn mình sẽ ăn spaghetti, pommes và steak.
bữa tối đơn giản thôi. Đêm Noel thì diễn ra ở Airbnb. Đây là board game. Tối nay sau khi ăn xong chúng mình sẽ chơi nó. Đây là thực trạng là thêm một con đường nữa là em đây là tình hình em bao quanh chỏ này rồi. Hai đứa này chỉ ra đi chơi với coi nữa rồi. Đây là để khan hiếm tài nguyên để khai thác, không có tài nguyên để xây dựng. Ông đạt kìa. Đây bị chặn chưa đi con ạ, đây đi vậy đang phát triển nữa luôn. Thằng anh thì đi mẹ về đi ra biển đấy sao? Ra biển. Chán quá tìm đường ra biển thì mẹ đấy. Bến tàu ở Thụy Điển trong hay không mọi người? Người ta chiếu lên tường ấy. Mình lúc ấy mình đi qua một vài bến tàu thì mình cũng thấy bến tàu ở đây khá là đẹp, đẹp hơn so với Đức rất là nhiều. Central Station. Đây là Hauptbahnhof của bên Thụy Điển này. Thì hôm nay cái thành phố mình đến ý tên là Malmö, thì mình từ bên Đan Mạch sang đi sang đây thì cũng mất khoảng đâu một tiếng thôi. Thế nên là cái ngày thứ ba thì lịch trình của mình sẽ đi sang Thụy Điển và chơi một ngày ở bên Thụy Điển nha mọi người. Không biết là mọi người có nghe thấy tiếng Vích không, nhưng mà nếu mà theo mình ý, lịch trình mà mọi người đi Đan Mạch khoảng một tuần thì một trong những ngày ở trong cái chuyến đi của mọi người ý, thì mọi người cũng nên sang Thụy Điển chơi một hôm. Tại vì Thụy Điển Malmö này hay là cái một cái điểm nữa là nó sẽ xa hơn cái Malmö này, thì mọi người cũng có thể đi Malmö chơi một ngày rất là đẹp nha. Bây giờ thì mình vừa mới đến station xong, bây giờ thì mình sẽ đi khám phá Thụy Điển, thế là có gì thì mình sẽ quay cho các bạn nhé. Đi thôi. Bên Thụy Điển thì có cái máy này như là xem lịch trình hay sao ấy, mọi người. Đây mình thấy là đấy là bao nhiêu mấy giờ để mọi người có thể tra lịch trình ở đây cũng rất là hay. Cái station thì khá là rộng và đẹp. Sau đây thì mọi người sẽ bắt gặp 7-Eleven ở khắp mọi nơi luôn mọi người, khắp mọi nơi luôn, nhiều lắm luôn đấy. Ôi sao mặt béo thế. Mặt béo ị luôn. Đây là con gì ấy? Đây là con bạch tuộc. Trông giống con bạch tuộc đấy. Nhưng nó không phải con bạch tuộc. Wow. À, đẹp quá đi. Không biết mọi người có nghe tiếng gió rít không mà mình ở ngoài này mình nghe tiếng gió to lắm luôn đấy. Đi ra gần với con hải đăng hơn. Bây giờ mình đang ở cảng, gió thì chẳng may luôn. Bây giờ đi ngồi một tiếng để đi sang.
người ơi, mọi người nhìn cái cây này này. Mình sang bên Bắc Âu ấy thì mình để ý là cái cây này xuất hiện rất là nhiều. Có người sợ cây này nhưng mà mình thấy nó trông rất hay hay ấy. Và được trồng xung quanh cái quảng trường này luôn. Nhưng mà ui, nó như này trông dị thật. Đây, quảng trường đây có những cái cảnh như này và một bức tượng của một chàng thi sĩ và một cái cung rất là to vì hôm nay vẫn là ngày Noel. Wow, khung cảnh xung quanh đây ấm áp thật sự. Em đây là quả trà là xong rồi tẩm cái gì ấy. Ơ nhìn tụi này. Mày nó không rẻ, nó không đắt đấy. Đây là cái vị thứ hai đúng không ạ? Cái vị gì nhỉ? Đúng không ạ? Đây là quả trà là tẩm với cái gì? Bị ôm ai ra. Em ơi, cái món này đây là quả trà là mà vị ở ngoài là cam thảo nha mọi người, ăn nó cứ sao sao ấy. Bây giờ thưởng thức món tiếp theo đó, bắp cải thằng này. Được, chả có gì. Đây là địa điểm mà chúng ta sẽ đến. Bây giờ nhìn từ xa thì nó như này thì đây chúng ta sẽ được thấy tận mắt. Ông già Noel đang trèo lên cửa sổ lan can này mọi người. Đi thôi, đi sang đường. Con đường dẫn tới Christiania Tower, Free Tower Christiania. Thì đây đã là ngày thứ tư mà đã bình ở Đa Mạch rồi. Hôm nay thì tất cả mọi thứ đã mở cửa ra. Tại vì hai hôm trước Noel ấy, mình chỉ đi những hoạt động ngoài trời thôi. Đây, đây chính là Free Tower, Free Tower này. Thôi là mọi người có thể lên xem nha. Thế là mình sẽ đi theo. Hôm nay do cái thang này để lên đến đỉnh kia và nhìn thành phố Đa Mạch từ trên xuống dưới. Và tên là Frese Kierke. Đây mình sẽ đi vào nhà thờ nha. Nhìn từ dưới lên không nhìn thấy cái vòng xoáy lắm nhá. Đây, bây giờ mình sẽ đi vòng theo cái con đường này và đi lên đến đỉnh của cái nhà thờ này luôn nha. Mọi người đi vào ấy thì những cái ngày thường sẽ mở cửa nhà thờ, còn bây giờ đi lên đằng trên này thì đi cái đường này nhá. Đang mua vé để đi lên trên đỉnh. Đấy, bây giờ lên đỉnh thì phải mua vé nữa. Không. Đỉnh của thành phố. Ta-da-da-da-da-da.
That same year, when the English had abducted the Danish fleet, the king decreed that oak trees were to be planted for the building of a new fleet. But 200 years later, when the trees were finally large enough, ships were now... Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Ôi, đây là nơi các thiên thần đang bị giam giữ này. Đây chỉ còn tượng thôi để mô phỏng ngày xưa. Đây bên này cũng có một thiên thần. Chúng tôi đang mắc kẹt ở đây mọi người ạ. Đi thôi, let's go. Ui, đường này kẹt quá trời. Đi thôi Khạn. Cái gì? Bắt đầu nhìn thấy bên ngoài rồi. Đây, đây là trước cầu thang mà chúng tôi đã đi lên. Ở đây thì là cái phòng này. Đố mọi người biết đây là cái gì? Là chiếc piano cổ đấy mọi người. Bây giờ mình đang đi lên trên này. Cái cầu thang này nó chỉ nhỏ cho một người có thể đi được thôi. Mà bây giờ nếu mà mình đi lên ấy mà có người đi xuống thì nó rất là chật đấy mọi người. Cũng là một cái trải nghiệm thú vị mà. Ôi, oh my god. Ôi, đi lên trên mà thấy không khí đó mọi người ơi. Ôi, lại còn gió nữa chứ. Run quá. Để luôn chân bụt rủn này. Chụp với tao ở đây. Mày đó đi xuống nha. Thì đây. Không, mày đứng, để tao đứng đây. Quen rồi đấy. Wow, đẹp quá. Mọi người ơi, bây giờ thì mình đã đi lên đỉnh rồi và nhìn thấy toàn thành phố luôn. Hôm nay gió khá là lớn. Thế nên là vừa đi vừa hồi hộp và rất là sợ mọi người ạ. Quay. Đào mạnh mẽ lên. Mình đang ở trên đỉnh của to rất to và đẹp và cao. Mình vừa mới lên đến đỉnh xong, bây giờ mình đi xuống thì sẽ quay cho mọi người cảnh cụ thể ở đây. Nhưng mà mọi người ở đây cao lắm ấy, vừa đi chân vừa run. Thôi thôi, cố lên vượt qua nỗi sợ này để có cảnh đẹp. For the love and the happiness we chase. Sun is shining brightly, sky so blue and clear. With every breath I take, I'm grateful you are near. Thank you for the laughter, thank you for the tears. Thank you for the moments that we hold dear. Thank you for the love, thank you for the light. I'm grateful every day you make my world. The world can be a crazy place with valleys and with geeks, but you bring joy into my life, turn frowns into cheeks. Đây là bến cảng này. Mọi người có nhìn thấy xa xa là tàu thuyền không? Wow, so good. Đi lại gần đây thì bắt đầu đường hẹp dần rồi, cũng là phía cạnh của nhà thờ. Đây, khung cảnh xung quanh đây mọi người ơi. So good. Bây giờ thì mình sẽ thôi đi xuống. Lên rồi, đẹp quá đi. Wow, đang có trải nghiệm thú vị đấy. Hơi sợ một tí. Đây, đây cánh cửa này thì mình sẽ đi ra ngoài. Ok, hình như là vẫn còn nữa. Nhưng mà bây giờ cái chặng đường này thì mình nhớ là nó cũng sẽ to hơn rồi. Mọi người thấy cảnh như thế nào? Có đẹp không?
đẹp nhở. Nhưng mà hôm nay gió lắm, gió kiểu đấy, mọi người nghe tiếng ở trong video biết là mũi mình sụt 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 xịt đó. Thì hy sinh tất cả nghệ thuật để lên quay cho mọi người những cái thước phim đẹp, và mong mọi người sẽ thích nó. Wow, đẹp quá trời. Đan Mạch là có cả đất, cả sông, cả hồ, cả suối các thứ luôn, đẹp thật. Đến cái khu đấy rồi. Thế là cái khu tổ hợp này thì nằm ngay ở cạnh cửa Free Tower luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái khu này nha. Mình nghĩ là nếu mà đi ngày thường thì ở đây sẽ mở cửa ấy. Cái nhà ở trong hay ấy. Cờ phát hùn chứ là lá cờ ấy. Ok. Mọi người ơi, đây mình đã đang trên đường để đến với tượng của Andersen rồi. Thật tượng của các bạn. Hồi bé là ai cũng sẽ xem và đọc những chuyện cổ Andersen cả. Đấy đấy. Đây. Đây nha mọi người, ông đây, ông đang nhìn sang Tivoli. Là công viên đầu tiên trên thế giới. Bây giờ bọn mình đang đi xem chú lính chì đổi gác. Mình nghĩ là 5 phút nữa là đã có đổi gác của chú lính chì rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ dòng người đang là đông lắm luôn. Thế mình không biết chui được ở gì. Hey!
Trong mặt đần nữa, xong rồi một lũ bu bu vào chụp ảnh kiểu mặt đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Xe đạp everywhere. Này cái xe này đi là đỡ đỡ mỏi chân đấy. Back home.